Hình như em nhớ cái chị này lần có mua bánh của chị hay gì rồi sao. Cây dưa xong buổi sáng cô bán đắt quá, đã tế mình cắt khúc cho mình nướng trên bếp cũng ngon nữa. Không, nước tươi đi rồi giờ làm mắm gừng ăn cũng ngon. Trời ơi, chảy nước miếng luôn rồi nè. Các bạn thấy khung cảnh ở miền Tây rất là dễ thương không, rất là thuận tiện ha, cặp sông nước như thế này nè. Cảnh buổi sáng ở đây phải nói rất là đẹp ha các bạn. Thêm một lần nữa nha. Đó, thấy đã chưa? À, tép bạc này thì chỉ bán 70 ngàn một ký à các bạn. Đó. Như mật má 50 một ký các bạn. Bánh già lợn. Dạ. Bên cộng thì mình bán mấy ngàn hả cô? Dạ, 2 cái 5 ngàn. 2 cái 5 ngàn. Và cô cho em 2 cái bên cộng nha. Mận ăn phước này các bạn. Dạ. Đó, bạn nào muốn ăn mận phước, mận trắng mỡ nữa nè. Đâu phải trắng mỡ không chú? Dạ. Này bây giờ mình bán cho bà con được nhiêu tiền ký vậy hả cô? 260. 260 bao ngon luôn. Cá này cá thiên nhiên này các bạn. Chứ không phải cá nàng hai đâu nha. À. 50 ngàn một ký cũng rất là rẻ ha các bạn. Wow. Ủa em thấy là dụng bằng cho mà bây giờ mình dụng bằng gì vậy? Cái này mình dụng bằng dôi ăn trầu á. Dôi ăn trầu sạch hết sạch. Dôi ăn trầu sạch hết sạch ăn cho của mình luôn. Yeah. Đâu? Chả đi đâu? Campuchia được không? Cái này 5 ngàn một bịch hả chị? Đây gọi là gì chị? Hủ chôm với cái gì? Con biển nữa hả? Hủ chôm, con biển với phổi tai. Dạ. Ở đây nó có ngọt hay nó lạc chị? Lạc. Chị bán em một bịch này. Mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Chí Xe TV. Rất vui khi gặp lại ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Hôm nay Chí Xe TV mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trở về thăm lại quê hương Long Hồ, cũng giống như là chợ ngã tư Long Hồ. Hiện tại Chí Xe đang đứng trên trục đường quốc lộ 53 nè các bạn. Phía trước các bạn nhìn thấy đó là cầu ngã tư Long Hồ nha. Mình đi theo hướng này thì mình về thành phố Vĩnh Long. Từ đây lên tới thành phố Vĩnh Long cũng khoảng 4-5 cây số nữa à các bạn. Còn mình đi theo
cái chiều ngược lại này nè. Thì mình về Vũng Liêm nè, rồi về Càng Long, Trà Vinh ha. Thời điểm hiện tại là 7 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2024. Giờ mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng theo trang trí xe, cùng nhau tham quan một vòng xung quanh khu vực chợ Long Hồ, xem bà con tiểu thương ở đây trong những ngày mưa bão vừa qua thì hiện tại ở đây bà con tiểu thương ở đây mua bán như thế nào ha. Phía trước màn hình các bạn nhìn thấy đó là chợ Long Hồ nha, quốc lộ 53 có 1 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đây là đường vào trung tâm chính của chợ này các bạn đó. Bên đó là trong khu trung tâm thương mại lớn của huyện Long Hồ, các bạn nhìn thấy ha, có khu khu trung tâm đó ha. Rồi chiếc xe đi cũng giống như lần trước, xe đi cặp cái cầu ngã tư này nè, cho bà con cô bác mình xem cặp chân cầu này bà con mua bán như thế nào ha. Rồi hết xe rồi, chiếc xe qua lộ ha. Nhà mời ông bà cô chú xem nhớ cho chiếc xe xin một like, ai chưa bấm like thì bấm like, rồi ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ chiếc xe với các bạn. Chiếc xe cũng rất mong muốn được sự đóng góp chân thành từ ông bà cô chú anh chị và các bạn, cũng ít nhiều gì thì đôi khi đi quay thì chiếc xe cũng có sự thiếu sót. Chiếc xe cũng muốn xây dựng một cái kênh YouTube nó hoàn thiện trong tất cả mọi người, chiếc xe khắc phục những cái gì đó còn thiếu sót ha. Ở đây thì có tiệm bánh mì nè các bạn, bánh mì Phúc Phương nè, mình quay bánh bán giống như đồ chai à các bạn, cao tương hộp thì nặng giả chai ha. Còn đây thì có mấy cái xe cút kích nè, mấy xe con rùa. Ở quê thì người ta ưa làm vườn để đất đó các bạn, cho nên mấy cái xe rùa rất là nhiều nè ha. Còn có mấy cái giá để đào đất nè, cái bay làm hồ, đủ thứ các mặt hàng nè các bạn, điện gia dụng rồi sơn nữa nè, có mấy cái bình xịt thuốc ruộng lúa đồ đó, cuốc xẻng đồ cũng rất là nhiều nè các bạn. Đó, mấy cái máng trồng hồ ha, mấy cái gào để bà con mình xúc đất có khi làm đất làm vườn nè các bạn. Đây là cặp phương tiện quốc lộ cho nên buổi sáng như này rất là đông đúc, xe cộ qua lại rất là nhiều các bạn. Đi đầu đường thì do mua bán trái cây nè, các bạn nhìn thấy nhãn nè ha, rồi hồng, rồi quýt, xoài, vẫn cầu sim, táo, rồi nho gì nè ha. Có cô bán bưởi, có bán đu đủ, chanh, chú già, chú sim, rất là nhiều luôn nè các bạn, quá trời nhiều luôn. Cô bán nhãn nè, con chào cô. Sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Ủa nhãn mình sao nó bị gầy hay gì màu đen vậy cô? Tại nó màu vậy hả cô? Trái nó cũng nhỏ ha, giống nhãn tiêu luôn hả cô? Đó, bạn nào ở gần đây thì mỗi khi đến đây thì cô ngồi ngay đầu đường vẫn bán chuối bán nhãn này các bạn. Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe nghe cô. Dạ, ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Con đường này thì nhỏ hẹp thôi các bạn, nhưng mà bà con buổi sáng cũng đầu tập trung bán ở đây cũng rất là nhiều các bạn. Chú bán gạo nè, rất là nhiều gạo luôn. Đó, ai mua gạo thì có nhu cầu mua gạo gì đó thì tới đây ủng hộ ông chú nè các bạn. Yeah. Oh, một nhà gạo hay gì nè, phân hay gì các bạn biết đó. À, phân bón hả chú? Wow, ông chú bán một quá trời phân bón. Bạn nào ở gần đây mà có cái nhu cầu về cây trồng bón phân thì mình tới đây mình liên hệ với ông chú nè các bạn, chú giao cho mình tới nơi luôn. Dạ. Yeah, con chúc chú ngày nào cũng bán đắt nha. Khi bà con bán ở cặp cái lề đường, cặp chân cầu như vậy nè các bạn, cho nên người ta gào lại nha các bạn, để tránh trường hợp mà mình đứng với lề đường với tay vô mua bán thì cũng nguy hiểm cho những người tham gia giao thông nha các bạn. Cho nên các bạn hãy nhìn thấy cái bìa này còn có cái gào lưới 70 ở chừng ha. Sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Cũng bán lầy gai. Cũng bán lầy gai.
Cô vẫn ngồi đây bán chuối cũng nhiều năm lắm hả cô? Bán có mấy chục năm rồi con. Đó, thấy chưa? Thì một năm trước con... Dạ không, một năm trước con tới đây con cũng thấy cô bán chuối. Giờ một năm quay trở lại cũng gặp cô bán chuối. Cô bán có năm, sáu chục năm chợ này hả con ơi? Wow, trời ơi, cô gắn bó với cái chợ ngã tư Long Hồ này năm, sáu chục năm rồi các bạn. Đó. Vẫn bán chuối vậy hoài hả cô? Không có, bán là đó, cô đi thành phố mà, mới bán đây. Dạ. Dạ. Cái này mình mua của người ta mình bán lại ha, nhà vườn mình đem ra cô. Nhà vườn ta đem ra ta bỏ nấu cho mình. À mình mua mình bán lại ha. Đó bạn nào à? Bạn nào ở nhà vườn mà có chuối muốn bán thì đem ra đây bán cho cô. Hay ai có đi chợ muốn mua chuối về ăn thì cũng tới đây mua ủng hộ cô. Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe nghe cô. Ngày nào con cũng bán lắc nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Con ở đâu ở đây? Con ở Vĩnh Long nè cô. Chí xe tivi nè, chắc chị không nhớ đâu. Dạ có coi ha, chuyến này coi nữa ủng hộ em nghe, nhớ cho em một like với nghe. Dạ, chị cũng qua rất là vui tính các bạn, chị bán rất là nhiều trái cây nè ha, rồi bông qua nè đó, bạn nào ở gần đây có ngày rằm ngày Tết gì đó muốn mua bông thì ghé đây ủng hộ chị nè đó. Dạ mua bằng tem, tem canh lọc. Dạ lúc này chị bán được không? Cũng lai gai hả chị? Chị cũng bán đồ thức ăn giặt giống như thế này các bạn, có sâm bổ lượng, có hộp é, có cơm rượu, bánh chuối bòi nè đó. Bạn nào ở gần đây muốn ăn giặt mấy món này thì ghé vô đây ủng hộ chị ngay dốc cầu Ngã Tư Long Hồ trong khu vực chợ các bạn. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ chắc chiều nay khoảng 6 giờ rưỡi ra chị. Dạ đó mấy cô bán xoài. Hồi nãy đi ngang là giờ thấy được rồi là biết rồi. Dạ quá trời nhiều trái cây luôn. Điều đường này hẹp quá mình không có đứng được lâu cho các bạn xem ha, tránh trường hợp bị ùn tắc. Bà con đi mua bán nè đó. Rồi nè tất cả này có mật ăn phước hả cô? Dạ mùa này bây giờ chắc mắc hả cô? À đầu mùa này mận ăn phước thì 20.000 các bạn. Rồi thêm xoài nữa ha, bạn nào ở gần đây muốn mua xoài mua mận thì cô bán ở đây mỗi ngày, gắn bó với cái chợ này chắc cũng lâu rồi các bạn. Mình một năm mình cũng thấy cô bán ở đây rồi các bạn. Ai... Dạ đó, ai có đi chợ thì ghé đây ủng hộ cô. Tư ơi ủng hộ ký xài đi Tư ơi. Cô Tư này đi mua thịt, con thấy cô Tư mua thịt quá trời luôn kìa. Dịch hả? Vậy khô gần hả cô Tư? Không mình à, mời các bạn đi kiếm ha. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha. Wow, ma bán gạo làng quá trời các bạn. Gạo làng, gạo muống, rồi cải, nọ, bù ngót nữa. Ủa mà sao bà Đình có nhiều má, mình mua với người ta bán lại má. Ở nhà hả? Ở nhà. Dạ, mua đi bán lại. Ngày mình kiếm vài trăm cũng được hả má? Vậy má ngồi cả mấy giờ má về rồi? 10 giờ rưỡi về sáng, 5 giờ 6 giờ ra chợ, 4 tiếng hồ má kiếm cũng được trăm mấy cũng được. Ở nhà buồn hay má? Một bó gạo làng gì giờ má bán cho bà con mình nhiêu tiền rồi má? À, có 5.000 à con. 5.000 bó. Tay tượng thì 10.000. Tay tượng thì 10.000. Ngày nào má cũng ngồi để bán rau. Bạn nào có ghé ngang chợ này, có đi chợ muốn ăn rau thì ghé đây ủng hộ má tôi. Con chúc quá nhiều sức khỏe nha má. Dạ. Kế bên thì chị bán cá, mua cá bên đó về mua rau bên đây về luộc mình chấm ăn luôn. Đó. Chị bán cá đồng, cá sông không các bạn mình thấy không? Có ếch đồng nè, cá lóc đồng, cá sặc ha, cá chạch. Rất là nhiều cá luôn các bạn ơi. Chợ mặc dù cầm tiếng đường quốc lộ 53 các bạn, nhưng mà ở đây thì cũng tạm gọi là một chợ quê nha các bạn. Đó. Cho nên về cá đồng cá sông thì rất là nhiều các bạn.
180 hả chị ơi? Mời các bạn đi tiếp ha. Tôm biển bán cá còn chị còn có bán tôm nữa các bạn. Còn đây có tôm nè. Đó, tôm càng nha. Rồi cua biển. Đó, bạn nào có tham quan du lịch mà muốn mua hải sản như thế này nè, hay ở gần đây có đi chợ mà muốn mua cua thì ghé một chị đẹp ở đặc sản miền Tây. Chị vừa bán đắt mà vừa vui tính nha các bạn. Em ơi, chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Wow, cá chạch nè các bạn. Các bạn thấy không? Về miền Tây thì không thể thiếu món cá chạch này các bạn. Cá chạch này là chạch thiên nhiên à. Rất là nhiều khác các bạn. Bên ngoài còn có cái bóng tường nữa nè. Đồ đặc sản không nha các bạn. Chạch này cũng mấy trăm ngàn ký à, cũng giống như bóng tường các bạn. Ok các bạn. Và cô bán hành dịch, và cô bán gạo, bán chuối. Dạ. Chị đẹp. Sáng giờ bán được nhiều chưa cô? Cũng được được hả? Gạo này gọi là gạo gì hả cô? Tài nguyên bây giờ là mười mấy ngàn hả cô? Tài nguyên hiện tại ở đây cô bán lẻ 18 ngàn một ký. Ủa? Mấy ký bán lít? Ký, ký. Sao còn cái lít kìa? Để là mình xúc á. À, rồi, con tưởng đâu cô bán giống như hồi xưa ông bà mình bán chứ. Mình xúc cho bịch á, để thôi để. Hồi xưa ông bà mình bán toàn bán lít không ha. Chứ bây giờ thì đã cân ký hiện đại rồi. Và hộp dịch nữa các bạn. Và chuối nè, này cái xin trắng hả cô? Đen. Đen hả? Cái màu nó giống xin trắng quá hả? Rồi bây giờ mình bán bà con bán ký luôn ha, bán nãy. Dạ, có chỗ con thấy bán ký nữa đó con. Dạ. Dạ, bạn nào có đi chợ muốn mua gạo hay mua chuối gì đó thì tới đây ủng hộ cô trong chợ cái Tây Long Hồ này các bạn. Cô rất là dễ thương. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Ngày nào cô cũng bán đắt nha. Dạ. Ký lô từ 56 lấy 55 ngàn, cô chủ bớt 1 ngàn luôn các bạn. À, quá trời cái dồ nè, ớt nè. Cái chẻm này nè các bạn. À, sáng này cá tươi ngon ha các bạn. Đi tiếp các bạn. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha. Chiếc xe cũng rất mong được sự đóng góp của ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hãy để lại cho chiếc xe là một lời bình luận ha. Nếu ông bà cô chú anh chị và các bạn mà ở xa không có dịp về quê thì muốn xem lại cái chợ nào cũng quê hương mình cho đỡ nhớ quê hương thì để lại cho chiếc xe một bình luận. Chiếc xe cũng sắp xếp thuận tiện, chiếc xe sẽ đi quay cho bà cô chú anh chị và các bạn xem ha. Nhớ bấm đăng ký kênh để chia sẻ cho để mọi người cùng xem ủng hộ chiếc xe ha các bạn. Đầu mực nè, rồi cá he nè, cá sắc bụng nè các bạn. Đó, cá sông thì đây là những con cá sông không nghe các bạn. À. À, buổi sáng ở đây thì đường ở đây cũng rất là hẹp các bạn, cho nên các bạn thấy ở dưới cái hẻm nè. Mình đứng đây chút xíu cho các bạn xem ha. À, còn coi cô bác. Đây là cặp chân cầu ngã tư Long Hồ quá các bạn. Hôm buổi sáng bùa cầu con ở đây mua bán cũng rất là nhiều cá tôm nè các bạn. Phải nói thì miền Tây sông nước thì tôm cá lúc nào cũng nhiều hết nha các bạn. Cá dứa xong. Buổi sáng cô bán đắt quá. Ớt nè, cá chê nè, cá biển nè, cá hường biển nè các bạn. Nó nhiều cá luôn. Mấy hôm gần mưa quá chứ xe không có đi quay được các bạn ơi. Đó, em chào chị đẹp.
Chị nhớ em không? Em tên gì? Đó hay không? Chị kia nhìn thấy em nhớ liền. Cái này phải thưởng cho một ly cà phê mới được. Sáng mấy chị ăn sáng chưa mà ngồi đây bán rồi? Wow, ngon luôn, sáng mà đựng hộp cơm nữa. Bây giờ hồi kiếm gì lại đây mấy chị em mình ăn sáng ở đây ha. Ngồi đại chỗ ăn review cho bà con biết luôn. Dạ, lâu em đi khắp nơi chị ơi, lâu quá mà mới trở lại nè. Dạ, đáng lẽ rồi sáng nay em đi Tân Hiệp, có các bạn kia nhờ quay giùm chợ Tân Hiệp của Kiên Giang á, tại vì thưa khuya thức dậy là mưa quá không có đi xa được. Tân Hiệp Kiên Giang á. Dạ, đây cũng có mấy anh chị khán giả xem á, người ta nhờ mình rồi. Ở đâu? Dạ, em mấy cái đó em không có quay kìa. Dạ. Quay xong nước mày quay ăn uống không? Dạ, quay chảnh nè. Cà chua, bắp, đậu bắp, đậu nhúc. Đậu nhúc bây giờ mình bán ký hay bán lọn hả chị? Lọn hả? Lọn cỡ nhiêu tiền hả chị? Nửa ký 12 ngàn hả? Wow. Chị lạc sẵn cho bà con mình luôn ha. Đó, đó một bó bông súng 5 ngàn một bó bông súng rẻ thôi. Nay về đó bình chua hả chị? Rồi qua anh kia chứ mua thêm con cá lóc ha. À canh chua, cá linh nấu bông súng thì nhức nách luôn. À, bạn nào ở gần đây có mua rau thì ghé đây ủng hộ chị tôi nè các bạn. Tôi có bà chị ngồi đây bán rau ngay dốc cầu ngã tư Long Hồ. À, dạ ngày nào cũng bán đắt nghe chị. Ổi ruby ruột đỏ luôn mọi người ơi. Ai ăn ổi thì tới đây ủng hộ đi. Quà cái này nè. Này chạch lấu hả chứ? Chạch lấu cái này thiên nhiên ha, chắc cho thiên nhiên hả chứ? Thiên nhiên. Cái này cũng dạ một trong đặc sản của miền Tây à các bạn. Kho nghệ cũng được, nấu canh chua cũng được nè ha. Đó mình ốp sa tế, mình cắt khúc khúc rồi mình nướng trên bếp cũng ngon nữa. Nước tươi đi rồi giờ làm bắp gừng ăn cũng ngon. Trời ơi, chảy nước miếng luôn rồi nè. Tính ra chị bán cá cũng lâu năm dữ lắm rồi ha. Mấy chục năm rồi thấy chưa. Ít nhiều gì chị cũng biết cái cách để chọn một con cá ngon để cho các bạn tới đây mua nha. Dạ. Để giữ khách thì giữ mối cũng phải mình phải chọn cá ngon để bán ha chứ. Đó, hiện tại mình ở đây mình bán cho bà con mình được nhiêu tiền rồi chứ? 250. Cá linh mùa này bây giờ được 100 không chứ? 100 ngàn. Thêm cá lóc đồng. Dạ, lóc 100 nữa coi. Đó, bạn nào có tham quan hay du lịch mà muốn ghé ngang chợ này hay có đi chợ mua cá gì ăn thì ghé đây ủng hộ chị nè các bạn. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Đây thì có một chị gái bán cá he nghệ các bạn. Cá he thì chắc he xong nè các bạn. Bắt xong được này nha. Thêm cá lóc nữa nè. Dạ. Cái này mình tự bắt hả chị? Tự bắt. Tại vì mình ở đây là miền Tây sông nước các bạn. Đó. Cá he nghệ, cá lóc đồng. Mỗi ngày chị bán ở đây các bạn. Bạn nào có đi chợ thì muốn ăn cá đồng, cá sông như thế này thì ghé đây ủng hộ chị nè các bạn. Dạ. Chúc chị gái bán đắt nha. Dạ. Bên trong đó thì có một cô chuyên cung cấp dừa khô các bạn. Nạo dừa, dắt nước cốt dừa nè. Còn bên đây thì anh bán trái cây. Dạ, mận An Phước, mùa này vô tới mận An Phước rồi các bạn nè. Rồi xoài ha. Buổi sáng ở đây thì các bạn nhìn thấy cái khung cảnh ở đây rất là đẹp ha. Mấy bên trái các bạn nhìn thấy đây là con sông ha. Còn phía sau chiếc xe đang đứng nè, cầu ngã tư nè các bạn. Đó, rất là nhộn nhịp nè, có bà cô qua xuống dưới đây bán làm cá nè các bạn. À, các bạn thấy khung cảnh ở miền Tây rất là dễ thương không? Rất là thuận tiện ha, cặp sông nước như thế này nè. Rồi, ok. Mời các bạn tham quan tiếp ha. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ chiếc xe. À.
Dạ đi làm YouTube. Mặn An Phước 15k một ký. Nhìn rất là tươi ngon. Wow. Bên đây là khoai lang Nhật. Khoai lang Nhật 10k một ký. Thêm khoai từ. Bên này cô bán rau dường nè. Rau dừa không nè các bạn, nhìn thấy đã không? À, cô bán bông súng nè, rau ghém nè, rồi tay tượng nè, rồi lá cách nè, rồi rau muống đồng, rau muống thiên nhiên, rau muống hoang dã nè các bạn. Cái này tao mới trồng nha. Ăn rau muống này tốt lắm nghe các bạn. Đó, rau đắng nè, quá nhiều rồi, thêm rau dừa nữa các bạn. Ớt chỉ thiệt, rau làng. Các bạn nhìn thấy không, còn cây nhà lá dừa không nha. Đó, bạn nào ở gần đây mà có muốn ăn rau dừa như thế này thì ghé đây ủng hộ cô trong chợ Long Hồ. Em chúc cô ngày nào cũng bán đắt nghe cô. Dạ. Đó, có bà cô đang ngồi gặt rau lan. Đó. Cái cảnh buổi sáng ở đây phải nói rất là đẹp ha các bạn. Mướp. Mướp này chắc mướp hương nha các bạn. Mướp rồi rau má, rau dền. Cà tím. Chẳng kia dễ tính tiền. 20.000 ký mướp hương. Bên đây thì có một cái tiệm các bà chị bán tạp hóa các bạn, có đường, đậu, củ hành, củ tỏi đồ rất là nhiều nè các bạn nè. Đó ha. Đó. Mà cô sáng giờ bán được nhiều không cô? Cũng được ha. Dạ. Ủa giống chè sữa nước quá ha cô. Chè chởm hả? Chè chởm là chè gì? Giống như chè ỉ vậy hả con? Đúng rồi, ở quê con là kêu là chè ỉ. Còn hiện tại ở đây mình gọi là chè cò chởm hả con? Chè chè thì cũng được. Mà tùy theo cái địa phương ha con ha. Chè ỉ cũng được, mà kêu chè chởm. Chè chởm hả? Chởm chởm. Chuối hả con? Hiện tại là một bịch bánh chuối vậy mình bán cho bà con mấy ngàn hả con? 5.000. Wow. 5.000 một bịch bánh chuối quá là rẻ luôn các bạn. Phải nói với miền Tây thì rất là dễ ăn, rất rẻ ha các bạn, chỉ có 5.000 thôi. Đó, bạn nào ở gần đây muốn ăn chè chấm thì với bánh chuối thì ghé đây ủng hộ bà cô nè các bạn. Còn chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Ngày nào cô cũng bán đắt nha. Dạ. À, đây thì khoai các bạn. Cá khoai. Khô cá khô gì? Những giống khô khoai quá không biết phải. Cá khoai và khoai lang. Giá kia thì bé bán bưởi nè các bạn, rồi bông điên điển nữa nè ha. Mà nhiều luôn nè. Đó các bạn thấy buổi cảnh sáng cảnh ở đây trời rất là đẹp ha các bạn, rất là mát luôn. Bên đây thì nè, hủ quà quá nhiều. Quà này giống hủ rau qua gừng quá ta. Cô ơi cho con hỏi này giống hủ qua gừng quá phải không? Đúng rồi. Cái này mà người ta làm gì ăn hả cô? À, coi như ăn làm gì ăn cũng được mà dồn á. Dồn thịt á thì nó ngon hơn. Dồn thịt ha. Mà trái nhỏ nhỏ vậy không chứ đâu trái bự hả cô? Không, hủ qua gừng nó chỉ có bé lớn thôi. Dạ, vậy mình bán nhiều tiền hơn cái hủ qua kia không? Nó mắc tiền hơn hủ qua kia. Mắc tiền hơn luôn hả cô? À. Mà con nghe nói hình như mấy người bị bệnh gì đó, người ta nấu nước khô uống. Mấy người người ta bị người ta nói mấy người người ta bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ. Độc phơi ha. Sắc phơi nấu nước uống hả cô? Người ta làm trà. Dạ. Đó. Có đôi khi cần kiếm mà không có hả cô? Đó. Ăn gì chị Trang ơi? Đi vòng cho có người ha. À, bạn nào muốn mua rau củ như thế này thì mình ghé đây ủng hộ chị ở trong chợ ngã tư Long Hồ là giờ các bạn. Chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Đúng rồi, cảm ơn nhiều. Dạ.
Dạ, gạo ngon, gạo má. Gạo này, cái này chắc chị phải mua đi bán lại chứ đâu có hái được nhiều vậy đúng không? Ở nhà mình hái ít thôi. Dạ. Khi mình hết mình cần bán thì mình phải mua. Mua đi bán lại, ngày kiếm 5-700 triệu cũng được. Nói nghe ngon quá. Dạ, thôi em cảm ơn chị ha. Dạ. Ở đây cô bán chuối, mấy cô ở đây rất vui tính các bạn. Nè, một em chuẩn bị chạy ra tẩu thoát này nè các bạn. Em này là, cái này là bu đen á chị. Bu đen bây giờ cũng 40-50 ngàn trên ký không chị? 40-50 ngàn. Rồi, bông súng, bông điên điển vậy nè. Đó, rất là nhiều cây nhà lá dương. Bởi vì mình đây là một cái quê hương Long Hồ các bạn. Chim đậu đó, đậu đũa hả? Đây đậu đũa hay đậu bún chị? Ủa, giữa cái đậu đũa với đậu bún là một hay là khác chị? Đậu bún thì cục hơn hả? Đậu đũa dài hơn. Nó cũng cái cọng dài dài giống vậy mà cái kia cục hơn này ha. Đó. Bây giờ này là 20 ngàn ký không? 15 ngàn một ký đậu đũa hả? Và thêm đu đủ các bạn. Đó, bạn nào muốn ăn đậu đũa, đậu bún gì đó thì ghé đây ủng hộ chị nè. Em là Chí Xe TV. Nhớ cho em một like với nha. Em cảm ơn chị. Đó, mấy bà cô bán hộp giờ gà nè, này chắc gà ta, gà vườn nè các bạn. Nhìn đi là gà ta nè, gà vườn nè ha. Đó. Đó. Một em cái em này sao cô cuộc em vô cái bọc nè các bạn. Vậy nó không đi được hả cô? À, lật ngửa lên nó không có đi được. Nó bò nó trốn đi ha. Yeah. Cái này đậu que hả cô? Đậu que này giờ 20 ngàn không cô? Không tới hả cô? Đậu que giờ 20 ký không cô? 40 ngàn ký ha. Yeah, đậu que lúc nào cũng có giá hơn đậu dài hả cô? Dạ. Yeah. Đậu đũa này là đậu cái đậu que chứ quên. Đó, bạn nào muốn mua đậu thì tới đây ủng hộ cô nghe các bạn. Con chúc cô bán đắt nha. Cảnh chợ buổi sáng ở đây thì rất là đẹp và các bạn con nhìn thấy không, miền Tây thì phải nói mấy cô dù sao đi nữa thì mình vẫn thích cái khu chợ Chồng Hổm ở ngoài trời như vậy, nó vừa mang là cái nét cổ xưa, cái phong cách của ông bà mình ngày xưa các bạn. Ủa đậu gì sao mà nhìn cái màu đẹp quá các bạn. Dạ, mấy ngàn ký mà bán không trôi nữa. Bán không trôi luôn hả? Dạ. Còn cái chợ mận này cái màu sặc sỡ luôn nhìn dạ, thấy. Dạ, cái mận xưa á. Mận này cũng ít thấy á cô. Dạ, mận hồng nhung. Dạ. Dạ. Bán mấy ngàn ký mà không. Mấy ngàn ký bán không trôi luôn. Cam bây giờ được 5 ngàn không cô? Dạ, cam. Dạ, bán được 5 ngàn. 5 ngàn ký hả? Dạ, bán giờ đổ luôn cam, không ai hỏi gì á. Chứ bây giờ cam quá trời rẻ luôn á. Mình bán lẻ, mình đem đi bán lẻ còn được giá đó, nhà vườn bán không tới đâu cô ơi. Dạ. Dạ, bán rất giả lắm. Cho nên bà con mình giờ cũng hơi khó khăn. Dạ, bạn nào có muốn ăn mận hồng nhung hay ăn cam sành thì mình khi có đến chợ này thì mình ghé đây mình ủng hộ cô. Em chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Dạ, thôi dù như thế nào đi nữa thì cũng tình hình chung rồi cô ơi, chứ không ở của riêng ai đâu. Dạ. Dù sao thế đi, đây thì ông anh bán quá trời quần các bạn, quần áo nè, quần áo may sẵn như thế này các bạn, áo thun nè, đa số mình thấy áo thun là rất là nhiều các bạn. Đó. Sao không gao lên chị? Hình như em nhớ cái chị này lần có mua bánh của chị hay gì kìa. Mận hỏi mấy cái cà chê đó, mấy cà chê dừa các bạn, cái này cà chê dừa gì nè ha, nó ốm nè các bạn đó, rồi củ hủ dừa, măng tre. Dạ. Dạ, và cái chợ mình thứ nhất là cái chợ mình nó đẹp, cái thứ hai là mấy cô chị thương ở đây ai cũng hiền dễ thương hết. Và con ta xem mình cũng thích nữa. Dạ. Củ hủ dừa, rau dừa,
bạn nhìn thấy có mấy nải chuối nè ha, mấy chuối xin đen nè, rồi mấy tấm hột vịt nè, bà con ngồi ở đây bán rất hay, rất là mộc mạc luôn ha các bạn. Đó. Bên đây thì nghêu 25k một ký thôi các bạn ơi. Bạn nào muốn ăn nghêu thì tới đây mua ủng hộ anh. Nghêu này chắc nghêu nghêu Tân Thành Gò Công gì quá anh. Đó. Cho nên nghêu á các bạn, ở cái vùng biển Tân Thành của Gò Công á, có một cái điểm nuôi nghêu rất là nổi tiếng luôn các bạn. Vừa cũng là cái điểm để kinh doanh, vừa là du lịch, ngành du lịch các bạn. Cho nên nếu các bạn nào có đi tắm biển mà muốn bắt nghêu như thế này thì nếu mình có đến với Gò Công biển Dầm Láng Tân Thành á, thì xuống đó mình tắm ha. Rồi người ta cho mình mò nghêu, mình mò được bao nhiêu lên cân tính tiền bao nhiêu, có dịch vụ luộc nướng nấu nướng gì cho mình tại chỗ luôn các bạn. Rồi cũng từ cái bãi nghêu đó mà bà con mình phân chia ra đi bán nhỏ lẻ như thế này rất là nhiều các bạn, bởi vì nghêu Tân Thành của Gò Công rất là ngon các bạn. Cho nên là mình có đi chợ thì gặp nghêu Tân Thành như của anh trai này thì mình mua mình ủng hộ anh. Một ký hiện tại thì ở đây chỉ có 25k các bạn. Một ký này chắc cũng tới 40 con, 50 con anh, 70 con. À. 70 con một ký các bạn. Đây mà chúc anh ngày nào cũng bán đắt nha. Ở đây thì có cá sông các bạn, có bóng nè. Có phè. Cá chốt. À, cá sông không mà các bạn. Cá chê nè. Cá lóc nè. Các bạn thấy đồ đồ đồng với đồ sông không nghe các bạn. Con cá thì bò to chà bá lửa luôn. Đó, cá bông kèo, cá bông đèn chứ. Cá sông anh. Đặc biệt ở đây anh chị bán toàn đặc sản miền Tây cá sông nha. Các bạn nhìn. Cá bóng dừa. Đó, các bạn nhìn thấy ngon chưa? Cá chốt. Anh chị bán ở đây mỗi ngày các bạn. Nếu mình có tham quan du lịch hay ở gần đây có đi chợ á, muốn ăn mấy cái cá sông đặc sản của miền Tây như thế này thì mình bước vào trong chợ này phía sau dưới mấy cặp sông á, thì ở đây mình ủng hộ anh với chị nè các bạn. À, chúc anh chị ngày nào cũng bán đắt nha. Quay cái này lên, quay cái app lên. Rồi quay rồi. Cho các bạn xem một lần nữa nha. Đó, hay đã chưa? Có gì nấu lẩu luôn chưa? Nấu lẩu. Dạ. Bây giờ em thấy hầu như đều đều nhau hết trơn à. Dạ, em quay quậy gì em tới đây lần này là lần thứ ba rồi. Mà lần nào cũng gặp anh chị ngồi đây bán cá các bạn. Dạ, dạ đúng luôn, nhớ luôn thôi. Này em phải kêu tặng anh chị một ly cà phê mới được. Dạ vậy hả? Dạ, vẫn mong sao mà các bạn có đi chợ thì ghé đây ủng hộ anh chị. Dạ, em nè. Chí xe TV. Dạ, em cảm ơn anh. Cái bên anh chị thì có cô bán tôm các bạn, tôm bạc, tôm thẻ vậy nè. Rất là nhiều ha. Đây mình lại cho các bạn xem mấy cô bán bánh nè. Em chào mấy cô bán bánh. Đó. Mọi người ơi, ai muốn ăn bánh bánh ú thì, ủa này ú thường cái ú nước cho hai thứ luôn hả cô? À ú nếp, ú nếp cho. Còn bên đây thì cô bán bánh tét. Đó. Bạn nào ở gần đây mà mình ví dụ giống như nhà mình có đám tiệc á, mà mình muốn gói đặt số lượng nhiều á, là bởi vì chiếc xe thấy ngày gần đây bà con cũng ít dùng bánh ít các bạn. Mặc dù bánh ít là cái bánh truyền thống trong những ngày giỗ Tết rồi kia ha, nhưng mà hiện tại bà con để lâu không có được. Em thấy bà con để lâu bánh ít, người ta nói để lâu được tới 2-3 ngày vậy đó cô. Giờ bánh ú thì để lâu hơn. À, như vậy thì bánh tét giống như thế này mình có nhận gói đám cho người ta không chị? Cái này chị tự gói hay là mình điếm bán lại? Wow, tự gói rồi ra đây ngồi bán luôn. Hay quá. Dạ. Số lượng nhiều em muốn nhận luôn. Giờ một đòn như vậy hiện tại mình bán cho bà con bao nhiêu tiền hả chị? 30.000 đậu hay mỡ gì cũng vậy ha. Đó là cái mức giá trung bình hàng ngày chị bán. Nếu các bạn có thể đặt 40-50 ngàn, đòn ngon đòn bự như thế nào đó thì chị cũng có thể nhận gói cho các bạn luôn ha. À, trong bán kính gần ở chợ Long Hồ này thì chị sẽ giao cho các bạn tới nơi. À, có một khán giả nói không có nhìn thấy mặt chị đâu biết ai đâu mà ghé đây ủng hộ. Đó, đây là chị chủ chuyên gói bánh tét tại chợ Long Hồ. Các bạn nếu có đám tiệc thì có thể tới đây liên hệ trực tiếp với chị. 30.000 một đòn, nếu người ta đặt mình ví dụ 100-200 đòn mình có thêm một đòn hay đòn gì không?
25 đòn tặng 1 đòn. Dạ. Còn bên đây thì cô bán bánh ú. Như hiện tại bên mình có thể nói cho khán giả nghe một cái bánh ú mình bán bao nhiêu tiền không chị? Bánh ú này thì 15.000 hai bánh. Mà nếp thì có tôm khô. À, nếp mình trộn tôm khô, nhưng tôm khô mà đậu mỡ được ha. Đậu mỡ. Dạ. Còn cái này là bánh ú nếp cho. Bánh ú nếp cho. 25.000 một chục. Đó, các bạn ở gần đây muốn ăn bánh ú hay bánh tét thì phía xa chợ cặp mấy sông như thế này thì có hai chị ngồi đây bán. Ghé đây ủng hộ mấy chị. Dạ. Em chúc hai chị ngày nào cũng luôn bán đắt nha. Em là YouTube Chí Xe TV. Mình xem xong rồi nhớ cho em một like với nha. Rồi mình có thể chia sẻ lên Facebook hay Zalo gì đó để cho bà con biết cái chỗ mình bán luôn. Để khi nào ta có đi chợ thì người ta biết đường, ta ghé, ta ủng hộ mình. Dạ. Dạ. Dạ, chiều 6 giờ rưỡi á. Em đi quay khắp nơi à, chị muốn xem chợ ở tỉnh nào thì chị vô đó mà xem. Dạ. Còn video hôm nay thì có thể là 6 giờ rưỡi chiều em mới đăng. Dạ. Dạ. Ủa này gì? Dạ được luôn. Mình coi trên điện thoại và coi trên TV vẫn được à, chị. Ủa này gì chị? Dừa nước hả? Qua wow, về miền Tây thì không thể thiếu dừa nước ha. Thì bất tử mà nằm trong bọc cho nên chiếc xe không chặn ra là cái gì nghe các bạn. Dạ. Đúng rồi, đây là dừa nước các bạn. Dừa nước thì cô chặt ra lãi ra hết nè. Qua wow, nhìn cái cơm ngon ha chị. Dạ. Ủa chị bán đây mỗi ngày không? Dạ. Cái này chắc lâu lâu mới có hả chị? Một tuần hả? Vậy chị ở đâu đặng? Em ở dưới ngã tư nhà đài. Ngã tư nhà đài à? Cầu gì? Bao mới bao ngon. Ngã tư nhà đài là chợ, có chợ Xuân Hiệp gì đúng không? Cầu Dĩ đi vô Hiếu Nhơn vậy hả chị? Dạ. Một bịch gì nửa ký không chị? Dạ nửa ký. Mình bán cho bà con là mấy ngàn này? Dạ 25k. Vậy là lâu lâu chị mới xuống lần hả chứ đâu phải? Có đi nhất định là đi ngày nào không? Dạ, có nghĩa là các bạn nào muốn ăn dừa nước thì canh cái ngay cái ngày Chủ Nhật đó, chị tới đây cho bán nha. Còn ngày thường chị ít có khi nào bán lắm. 25.000 một bịch nửa kilo. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ, em là Chí Xe TV, đây là kênh YouTube của em là chị. Mình về đây mình vô mình xem. Vô đó mình xem là thấy chị trong đó đó. Dạ. Dạ. Đó, bên đây thì quay trở lại đây thì à. Đó. Anh chị ở đây bán cá rất là đắt các bạn ạ. À. Đây là ngay trung tâm chợ là qua. Trên bảng hiệu trên đó thì các bạn nhìn thấy chợ Long Hồ an toàn thực phẩm ha. Có một thị trấn Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. À, trong khu này thì dọc tuyến đường này thì bà con mình thấy bán giống như bán hải sản nè, bán gà vịt nè, bán cá nữa nè các bạn. Còn bên trong đó thì bà con bán rau củ, kể cả thịt heo ha. À, ok, mình cho các bạn xem tiếp ha. Bạn nào à, xem nhớ cho chiếc xe xin một like ha các bạn. À, đây cô bán cá chạch nè, cá đuối nè, rồi cá biển nè, đó tép bạc nè. Dạ. Mọi người ơi ghé đây ủng hộ cô đi. Dạ. Cá dồi đếm đó, cá dồi dồi đếm, dồi ngọt, cá biển, cá thu, cá thu đù đù, cá mặt má, cá đuối. À, tép bạc này thì chị bán 70.000 một ký à các bạn. Đó. Như vậy bạc má, bạc má 50 ký các bạn. Trời, rồi đuối luôn, đuối luôn kìa các bạn ơi. Đuối nó nấu chua kho tương thì cũng ngon ha, cái thu ảo nữa kìa. Vừa ngon. Bạn nào có đi chợ ngày muốn ăn cá biển như thế này thì ghé đây ủng hộ chị trong chợ cái Tư Long Hồ. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nghe chị. Dạ. Vừa rẻ vừa ngon. Chiếc xe đi mấy bìa ngoài trước ha các bạn, xong rồi chiếc xe đi vô bên trong cho các bạn xem ha. À. À, bên đó thì có cô bán bánh ít nè. À, bánh ít, bánh tét rất là nhiều luôn. À, bánh bự bự không nè các bạn ơi, bánh ít nè. À.
Bên đây thì cô bán cái gì nè? Cà, nước sâm. Ở đây hình như có cái bến đò qua sông à các bạn. À. Wow. Ở đây hình như em thấy có cái bến đò qua sông phải không cô? Có, có. À, nơi đó có bến đò qua sông à các bạn. Các bạn nhìn xa xa cái nhìn thấy có cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ ta chèo đò nha. Đưa qua đó qua đây nè. Là mấy cái cô đi chợ nè, để cái giỏ ở đây nè các bạn. Ha. Đi đi đò qua mấy bên đó. Mứt dừa nè, rồi chuối sáp nè, chuối ngự nè, nhìn thấy ngon chưa? Đó, cô chị nào có muốn ăn chuối thì vô tê vô đây để ủng hộ nè. Đó, đây là chuối sim, xoài. Wow, chú mua xoài quá trời nhiều luôn. Cái này nó sống hả chính Dung? Sống hả? À, về để dài hôm nữa chính. Cái này thôi có thêm chén mắm guốc nữa ha. Cái này để chín rồi. Dạ. Phải từ. Khóm thì 10k. 10k một trái. Đó, cô gọt sẵn cho các bạn luôn nha. Còn bên đây thì 7.000. Dạ. À, sáng giờ mình bán được nhiều chưa cô? Bữa nay bán hết quá trời. Ê, còn sớm mà. À. Mới sáng sớm mà. Bộ dính khách quá. À. Dạ, tình hình thấy hơi vắng ngay tại vì hôm nay mưa quá trời cô. Hả? À? Hôm nay mưa quá. Đúng rồi. Mưa sáng đêm không mà. À. Dạ. À. Bán là nhờ trời nắng mà mấy năm mưa là thua. Dạ, đó bạn nào ở gần đây cũng muốn ăn khóm thì ghé đây ủng hộ cô nha các bạn. Em là chúc cô luôn bán đắt nha. Rồi, năm cảm ơn. Dạ. Em là chiếc xe TV nha. Dạ. Anh em nè, trưa mình bùa mình vô đây mình xem thấy 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 gì nằm trong đây nha. Dạ. Dạ. Và nấm đùi gà gì nè các bạn. Cà pháo, bầu bí, cà rau rất là nhiều luôn. Thì mà rau ghém nè, bầu muốn bào nữa nè các bạn. Không. Đó. Thì đó, bạn nào muốn mua rau củ như thế này thì ghé đây ủng hộ chị trong chợ cái tư đồng hồ các bạn cặp máy xong nha. Đó, giống như mình nấu bún cá, bún mắm, bún riêu mình cần tới lượng rau ghém nhiều rồi gì đó thì mình tới đây mình mua trực tiếp mình ủng hộ các bạn. Thôi chúc chị gái ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Dạ. Cà bánh còng. Đó. Cái nào gọi là bánh còng, cái nào là bánh cam hả cô? Cái này bánh còng. Cái này bánh cam. À, cái bánh còng là bánh tròn tròn hả cô? Bánh còng là không có nhân. Không có nhân. À, bánh cam thì có bánh nhân. Bánh cam thì có nhân. À. Cô có bán thêm bánh phơi mì. Bánh phơi mì. Bánh da lợn. À, bánh da lợn. Dạ. Bánh nước nữa. Bánh còng thì mình bán mấy ngàn hả cô? Dạ, 2 cái 5.000. 2 cái 5.000. Rồi. Và cô cho em 2 cái bánh còng nha. Rồi. Hai cái bánh còng là không có nhân. Không có nhân. Dạ. Nhân thì ăn bánh cam, ăn 2 cái bánh dạ, cam đi. Dạ, cô thôi, cô cuộn chặt bây giờ em đi. Rồi. Dạ. Vô đây em nói nghe nè. Em có một đệ tử ở nhà. Rồi. Nó chỉ khoái ăn cái này thôi à. Nó không khoái cái đó lắm. Dạ. Để không ạ, để không. Hai cái bánh còng. 5.000. Rồi, tới chỗ 5.000. Dạ, còn bánh da lợn vậy là mình bán mấy ngàn cô? 1 miếng 5.000, 2 miếng thì 10.000. 2 miếng thì 10.000. Đó, bạn nào ở gần đây muốn ăn bánh như thế này thì ghé đây ủng hộ cô. Con chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Táo xài quá trời các bạn ơi.
đó, mận nữa nè các bạn. Có nhìn thấy trái lựu thấy ngon không nè, rất là đẹp luôn ha. Thêm nho, rồi thêm sơ ghi thì sơ ghi giường đó các bạn nhìn thấy nè ha. Chắc là không phải là thương lái gì đâu các bạn. Sơ ghi này kiểu giống như ở nhà có cái cây sơ ghi bà con bán hái ra để bán nè. Rất là nhiều nè. Sáng giờ bán được không chị gái? Sáng sớm mà ấy gì? Mới hừng đồng sáng à? Dạ. Đó, bạn nào muốn ở gần đây cứ đi đến chợ muốn ăn trái cây thì ghé đây ủng hộ chị gái. Rồi chúc chị gái luôn bán đắt nha. Đây là rau dừa. Mày ra ha. Rồi đây này anh chú bán hồng nè. Rồi bơ. Ổi. Rồi thêm mận. Mận ăn phước nè các bạn. Dạ. Đó, bạn nào muốn ăn mận phước, mận trắng mỡ nữa nè. Đâu phải trắng mỡ không chú? Nhiều 2kg luôn. Đó, bạn nào ăn mận thì ăn ổi thì tới đây ủng hộ chú nha các bạn. Chú bán đắt nha chú. À, ốc đắng, ốc lát, ốc bu. À, chị gái bán rất là nhiều bánh luôn, khoai, chuối, kẹo. À, cô bán nước mát hả các bạn? Ghế chanh với lao với lá dứa đó, mình đó mình về mình dâm mình dập ra rồi mình nấu nước mát để tủ lạnh dành uống lâu ngày cũng được các bạn. Có lá thuốc dồi nè, cái gì qua. Wow, ổi 10.000 một ký, các bạn nhìn thấy cái màu đỏ của trái ổi ấy tươi không, nhìn rất là đẹp. Có 10.000 ký rồi các bạn. Rồi xài nè, thanh long nè. Ổi ruột đỏ một bịch 15k, học dịch ở đây thì 25.000, dưa hấu thì 2kg 15 các bạn nè, dưa hấu tròn ha. Cô bán bông thì 8k một bịch, 8.000 một bó. Bầu bí vậy nè, rau dường nè. Ở đây à, cái điểm giữ xe cũng cuối chợ nè các bạn. Bí, bầu, hoa 13.000. Quá trời hoa lan luôn. Đó, cái đây cuối mình quay lại nha các bạn. Đây là điểm giữ xe nè. Ai có đi chợ thì ghé đây, muốn gửi xe thì ghé đây gửi cặp máy xong nè các bạn. Phía bên đây thì bà con mình bán cái nồi, cái lò vậy nè các bạn. Quá trời nhiều ha. Bán dây số. Bên này thì cơm tấm nè. Cơm tấm nè, sườn bì chả. Bún thịt nướng, bún bì. Đó, bạn nào ở gần đây mà khi đến chợ mà muốn ăn cơm tấm hay sườn bì chả, bún bì thì mình ghé vào trong chợ này nè các bạn. Cũng có cái điểm để mình nghe là ngồi mình ăn ha. Anh gõ quay kỹ rồi lại review rồi kìa nó quay đó. Đây bên đây quay nghe không, đây là quán cơm quay ai
quán cơm luôn sư bu bò kè chợ Đồng Hồ. Nói tầm vậy tầm bạ rồi, tôi bị đòn rồi gán chịu. Ôi ông gì mà quán cơm đây là luôn sư bu bò kè chợ Đồng Hồ nha. Quay quay cái bé ba mới nước kìa. Rồi quay rồi. Đẹp nghe có mấy cái gỗ bằng tre đi vào khu vực rồi để cá cho các bạn xem ha. Rồi. Nhận nè, bà ngoại bán à, ngoại bà chuối, ngoại bán chú bào quá trời. Rồi hổm này đi tới đây kiếm bà ngoại, ngoại mất tiêu, không thấy bà ngoại. Bán cũng rất là nhiều đồ nè các bạn, để cho bà ngoại bán đi tí xíu nữa đi vòng chợ dẫn dắn ra đây nói chuyện với bà ngoại. Quá trời nè, bông bông bây giờ 60k các bạn, táo gì 30 nè, mận 15. Ok để mình à vô trong phía cái trung tâm ở trong cho các bạn xem ha. Vô trung tâm bán cá à, đó đây là khu vực bán cá nè các bạn, tôm cá tép gì nè à. Nguyên cái hàng này thì là bán tôm tép cá cua gì nè các bạn ha. À, mỗi một cái sạp cá như thế này thì ở đây người ta sắp xếp có tên này, ha, có cái loại bán cái gì, bán tôm cua cá thì để con tôm cua cá ha, kèm theo số điện thoại ha. Còn bên đây thì cô bán gà vịt thì người ta vẽ hình gà vịt luôn các bạn. Đó, ha. Đó. Ở đây thì cô bán tép bạc nè các bạn. Tép bạc rồi kể cả tôm sú thế này ha. Đó, bạn nào ở gần đây mà có đến chợ này muốn ăn tôm sú, muốn ăn tép bạc thì mình ghé vào đây mình mua, mình ủng hộ cô. Đó, cô bán rất là nhiều ha các bạn nè. Bên đây thì cô bán gà vịt. Nếu mình có đám tiệc hay gì đó có liên quan đến gà vịt, muốn mua số lượng nhiều thì mình cũng tới đây mình trực tiếp mình liên hệ với cô ha các bạn nè. Gà vịt nè. Con chúc cô bán đắt nha. Gà. Gà, cá ngừ, tôm cá mọi người ơi, ai có đi chợ muốn ăn tôm mua ăn mực thì ghé đây ủng hộ cô. Rồi bên đây thì có lẽ là chả cá ha các bạn, không có nhiều chả ha. 35.000 ký cá biển, 35.000 ký cá biển sổ luôn. Rồi bên đây thì bán gà vịt làm sẵn. Còn mấy bên đây thì bà con mình bán giống như bán tiệm tạp hóa nè các bạn. Mình thấy không? Đó. Đó. Rất là nhiều đồ tạp hóa ha. Cô bán ở đây thì cô bán cá chim nè các bạn. Rồi bông súng nè, chả cá nè. Cá chim nè. Dạ. Thác lát nè. Chả thác lát cô. Trong nè, giá thịt. Có bán thịt trong đó nè. Dạ, cô nào tại chỗ bán nha, tại chỗ các bạn. Rồi. Mình có đi đến chợ Long Hồ thì muốn ăn chả cá như thế này thì trực tiếp tới đây mình ủng hộ cô. Đúng rồi. Dạ. Cô nào bởi vì cô nào đại chỗ không có pha chế đảm bảo các bạn ha, nguyên chất 100% luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Bán 100%. Dạ. Mùa này bây giờ mình bán cho bà con được nhiêu tiền ký vậy hả cô? 260. 260 bao ngon luôn. Cá này cá thiên nhiên nè các bạn. Đó. Chứ không phải cá nàng hai đâu nha. Đó. Rồi, 260. Đó. Nếu mà các bạn có đám tiệc thì không cũng có thể tới đây à. Liên hệ cô mình cho các bạn xem cái bảng hiệu của cô ha. Đây là sạp cá của cô Tám kèm theo số điện thoại ha. Nếu mình có đám tiệc mà đặt số lượng nhiều 50-70kg hay 30kg gì đó thì có thể là gọi qua số điện thoại trước
hoặc nếu ở gần thì các bạn có thể trực tiếp tới chợ Long Hồ này vô đây liên hệ với cô. À. Không những cá thắt lát, còn bên cạnh còn cá biển, cá chim như thế này ha, còn có tép cuộn nữa là các bạn, tép rồng. Dạ. Em chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. 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 Đây thì cá chạch, cá linh, tôm càng, cá lóc, cá rô. Các bạn nhìn thấy cá tôm cá nhiều chưa? Và rất là nhiều ha, cá chạch nè. Đó, cá chim nè. Bên đây thì cô bán cá chê vàng, cá lóc nè, cá rô. Rất là nhiều luôn nè. Mình cho các bạn xem cá chê vàng của cô bán nè. Và quá ngon ha các bạn. Cái chê vàng hả cô? À. Ủa cái đó người ta làm mà mua cái mình làm cho người ta luôn hả cô? Trời ơi, con cá rô này làm khó lắm cô. Vậy nó cứng nữa. Đó, nhưng mà cái nghề mà các bạn bắt buộc phải làm thôi. À, các bạn không có thời gian, các bạn chỉ cần tới đây mua, các bạn để đây. Các bạn đi một vòng chợ thì quay trở lại đây thì cô làm sẵn cho các bạn xách về liền ha. Dạ, không cần phải chờ đợi gì lâu. Hiện tại cá rô này 60 ngàn ký không cô? 50 ngàn à, cá rô 50. Cái này chê vàng nè các bạn. Các bạn nào ở gần đây có đến chợ Long Hồ muốn mua cá thì ghé đây ủng hộ cô. Dạ, con chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha cô. Cảm ơn nhiều. Dạ. Bên đây thì có một chị bán thịt bò các bạn. Rồi cả thịt bò, bò viên nữa nè các bạn. À. Bên đây thì cô bán gà vịt mọi người ơi. Rất là nhiều gà vịt nè, ha, gà vịt làm sẵn nè. À. Bên đây thì cá biển nha. À. 50 ngàn một ký cũng rất là rẻ ha các bạn. À, cá chim 50 ngàn một ký, cá hường, cá biển. Cá chim là 120 ngàn. 120 hả? Ừ. Dạ, 120k. Cá diêu hồng, cá dồ, cá chẽm, cá hú rất là nhiều luôn. Hôm nay chị cô bán giống như hàng đông lạnh đó các bạn, mực nè. Rồi mực tua, mực kẽm như nè, rất là nhiều nè. Bên đây thì cô bán giống như một cái tiệm giống như cái tiệm tạp hóa nha các bạn. Có nước tương, nước mắm ha. Rồi có cả cá mì, rồi xào bông, rồi nước rửa chén, đồ xả gì nè, rất là nhiều nè các bạn. Bên đây là ớt nè. Đó, này cá lóc bông nè các bạn. Wow, cá lóc rất là nhiều ha. Dạ. Dạ 6:30. Dạ. Em là Chí Xe TV giờ đây mới xem được chị. Cái kênh YouTube của em á. Chí Xe TV đó chị. Dạ. Cô bán rất là nhiều luôn. Kể cả có đồ chay nữa các bạn nè. Có sườn non nè các bạn nhìn nè ha. Rất là nhiều đồ luôn, cô bán tạp hóa mà có bán đồ chay nữa. Sáng giờ cô bán được không cô? Cũng là gài hả cô? Mà con thấy thì hình như tình hình hổm gài là mình bán hơi chậm á. Dạ, ở đâu cũng than hả cô? Dạ, với mưa bão hoài á, bà con mình cũng không có đi làm ăn được cho nên cũng ít tiền lợi rồi. Em ở Vĩnh Long á cô. Cô bán mình thấy có dầu ăn nè. Rất là nhiều đồ, giống như cái đi tiệm tạp hóa thì các bạn biết đa dạng các mặt hàng ha. Đó, bạn nào có gần đây mà có muốn mua những cái mặt hàng đồ tạp hóa như thế này thì mình tới chợ Long Hồ ghé vào đây thì mình ghé ủng hộ cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ngày nào cô cũng bán đắt nha. Dạ. Con là Chí Xe TV nha. Nè, mình vô đây mình xem nè cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Bên đây thì bán bánh các bạn, các loại bánh luôn nha. Bánh lỗ tây heo cũng có nè các bạn, rồi đậu ha, đường đậu gì quá trời nè. Đây thì cô bán chả cá nè các bạn. À, chả cá, cam hấp nè các bạn, tôm tép rất là nhiều luôn nè. À, cá mồi hấp, cá lòng tông,
xếp trong tôm sú quá trời luôn. À, bạn nào ở gần đây muốn ăn mấy mặt hàng này thì ghé vào chợ ủng hộ chị nè các bạn. Bên kia chị cô bán cá biển nè các bạn. Đây chị cô bán à, cô bán đồ gãy rất là nhiều nè. Sáng giờ bán được không cô? Dạ cũng lây gai. À rau ghém cô tự bào luôn hả? Tự bào, tự làm, cô tự làm. Dạ rau ghém bây giờ ở đây mình bán 40.000 ký không cô? 30 à? 30, wow cũng rẻ các bạn. Đó, cái này mình nấu bún riêu nè, bún mắm, bún cá gì nè ha. Thì có thể tới đây mình liên hệ với cô, mình mua về mình nấu các bạn. Cô bào rất là nhiều, 30.000 một ký. Con chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Dạ. À, bên đây thì chị bán cá biển nè các bạn, cá linh nè, cá muối nè. À, mình có thời gian thì mình mua cá tươi về mình làm, còn mình không có thời gian thì mình mua cá muối sẵn nè các bạn, mình về mình chiên ăn liền luôn nha. Đó. Dạ, bạn nào có đến chợ muốn mua cá như thế này thì ghé đây ủng hộ chị các bạn, trong chợ Long Hồ. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Bên đây thì cô bán gà vịt các bạn. Đó, rất là nhiều gà vịt làm sẵn như thế này nè. Đó, có một cô ủng hộ một con luôn. À, rất là nhiều. Em đi làm YouTube cho bà con xem ở chợ quê mình ra làm sao. À, dạ. Người đẹp bán vịt tại chợ ngã tư Long Hồ. À, cô này cô vui vẻ, cô mở hàng chút xíu là chị bán đắt luôn. Dạ. Thiệt luôn hả? Người đẹp Long Hồ. Người đẹp ngã tư đó, ai có muốn mua gà vịt làm sẵn như thế này thì ghé vào chợ ngã tư Long Hồ ủng hộ chị. Chị qua gà vịt, em chúc chị luôn bán đắt nha. Dạ. 20 gà. Ở bên đây thì bà con ông anh bán cua các bạn. Đó. Cua đồng. Ha. Rất là nhiều cua đồng nè các bạn. Cua đồng ha. Cua thì nói về miền Tây thì không thể thiếu cua nha. Cua cũng là một trong những cái đặc sản của miền Tây nha các bạn. Kể cả cua nguyên con rồi cua xay sẵn. Nếu các bạn có nhu cầu muốn bán cua bắt được á, nhà vườn mình bắt được cua đem ra bán á, hoặc là mình đi chợ muốn mua cua về ăn á, thì tới đây mình liên hệ trao đổi với anh ở chợ ngã tư Long Hồ. Em chúc anh ngày nào cũng bán đắt nha. À, đây thì chị bán khô, các loại khô luôn, khô hàng huyết không nè các bạn. Rồi tìm ha, tôm khô, lạc xưởng, khô cá lóc, cá chỉ vàng, khô mực. À. À. những cái gì tự nhiên nhất của mình là bình thường không có gì, những cái nào xấu xấu thì em cắt bỏ để nhằm đem lại cái video đẹp nhất cho bà con mình xem. Đó. Bạn nào ở gần đây có đến chợ muốn mua khô như thế này nè các bạn nè, đây là khô đù đù nè. Đó. Đù lớn đù nhỏ. Đó. Dạ tại vì cái cô này cũng đẹp, tại cái cô kia đi ngang có nhìn trong đây nè, có nói sao đẹp quá đó, thấy không? Cô cũng đẹp dữ vậy hả? Thì đẹp quá. Thôi em chúc chị bán khô ngày nào cũng bán đắt nghe chị. Dạ. Đây bầu rất là nhiều rau củ như thế này nè các bạn. Đây thì tôm bạc, cá nè, rồi gà vịt, cá linh. À. Dạ. Dạ. Chị ở đây chị bán, mình cho các bạn xem chị bán gì nha. Cá linh, tôm bạc, mực. Đó, cái đầu cá hồi. Rồi tôm thẻ, đùi gà, chân gà, cá hấp, còn thêm cá xay, cá này cá trẻ, cá trắng xay hả chị? Dạ đúng rồi, cá mày dẫn xay. Cá mày dẫn xay hiện tại bây giờ trăm mấy rồi chị? Dạ có 80 à. Wow, cá mày dẫn xay ở đây các bạn. Dạ dạ dạ, ông tới sẵn như vậy luôn. Ướp sẵn luôn ha. Sẵn luôn, có 80 à. Các bạn nào mà mình không có thời gian thì mình chỉ cần mua về là mình chế biến mình ăn, khỏi cần ướp nữa các bạn. Dạ chỉ cần ráng luôn, cá sẵn luôn.
là 80 ngàn một ký đó. Bạn nào có tham quan du lịch thế gần đây mà được ghé ngang chợ Long Hồ, muốn sử dụng mấy mặt hàng này thì ghé đây ủng hộ chị. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha chị. Dạ cảm ơn cưng. Rồi. Dạ. Em tên gì? Em là Chí Xe TV. Chí Xe TV rồi. Dạ. Thầy ơi. Không mời gì hết vậy ta. Dạ mời chứ không mời ấy rồi thầy. Thầy ăn gì vậy thầy? Cá linh nhỏ. Cá linh nhỏ. Về Chí Xe TV rồi. Anh chua hả tía? Dạ. Con lạc. Bên đây thì rau củ quá trời nhiều luôn. Ở đây thì mỗi một thứ rau củ người bán để giá sẵn như thế này nè các bạn. Các bạn nhìn này ha. Đó. Từ khoai thì 14 ngàn vậy nè ha. Khoai lang 16, khóm 15. Đó, khóm thì 10. Mỗi một loại như vậy thì chủ bán để giá sẵn như vậy mình cũng dễ ha các bạn. Cũng chỉ cần nhìn thôi, khỏi cần hỏi. Đó. Bên đây thì cô cũng bán rất là nhiều rau củ như thế này nè các bạn. Okay, các bạn ha, để mình quay ra đường này các bạn xem quay cho mày ha, giáp đây hồi đó mình cứ quay ra ha các bạn. Đó, bên này là bên trung tâm nè các bạn, heo rồi thì trong đây quay cho em nè, giày dép nè, bao nhiêu nè. Bên đây thì có tiệm thuốc tây ha. Bên đây thì chị cũng bán gạo nè các bạn, rồi chanh 10 ngàn ký nè các bạn, rất là rẻ luôn. Dưa leo cũng 10 ngàn nè. Sáng giờ bán được không chị? Sáng bán ế hả? Còn sớm mà. À, bạn nào ở gần đây có đến chợ muốn mua chanh hay mua dưa leo gì đó thì ghé đây ủng hộ chị trong chợ Long Hồ. Em chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đó, ở đây thì anh là một tiệm giống như cái tiệm hàng xén vậy các bạn, đồ gia dụng rất là nhiều ha, từ cái son nồi cũng có, mấy cái gỗ gá gì cũng có, là muỗng inox rồi nè các bạn. Nói chung là đồ gia dụng thì đa dạng các mặt hàng quá ha, kể cả mấy cái gầu mèn gầu mên như thế này đó. Mình ở gần đây thì mình dễ biết, còn có đôi khi các bạn tham quan du lịch mà ghé ngang muốn mua thì không biết chỗ nào mà tìm hết các bạn. Cho nên thông qua video này thì các bạn cũng nhìn thấy để hiểu biết thêm cho về khu vực của chợ Long Hồ ha, bán đa dạng các mặt hàng quá, từ thức ăn giống như là cái đồ gia dụng cũng rất là nhiều nè các bạn ha, rồi mấy cái đồ móc trang trí nội thất thì cũng có nè các bạn. Đó, rất là nhiều nè. Đây là anh chủ đẹp trai là nếu các bạn có gần đây đến đây thì ghé đây ủng hộ anh, em chúc anh ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ, em là Chí Xe TV. Chí Xe TV hơn dữ, tại hồi chưa chiều anh quên. Dạ, anh có thể xem cho mình chia sẻ lên trang cá nhân cho bà con biết cái điểm mình bán luôn. Dạ. Để trả mấy cái thùng xốp dừa nè các bạn ha. Có lúc mà mình đi tham quan du lịch các bạn muốn mua hải sản hay tôm cua mực gì đó mà không biết ở xa, không biết đem về bằng cách nào các bạn, bởi vì mình không biết đường mua mấy cái thùng nhựa mớp như thế này các bạn. Mình mua cái thùng ví dụ như 20 ngàn thì đã tiền xe thùng lớn thùng nhỏ các bạn, mình mua mình bỏ đá dập đá vô rồi bỏ tôm cua vô đó rồi mình chở về nhà thì rất là thuận tiện luôn các bạn. Thì mấy cái đồ này là để dùng bắt cá nè các bạn, nò lú cái 12 cái ngục hay gì mình không biết nữa nha. Nè, có cái lọt nè, cô còn có bán than, nón lá rồi quạt, quạt lá giống như ngày xưa các bạn nè. Đó. Chổi rồi nè ha, rất là nhiều cái chổi nè, rồi kể cả cái nơm đi bắt cá nè các bạn. Dạ, con đi làm YouTube cho mọi người xem chợ quê mình ra làm sao. Dạ, con chúc cô chú luôn bán đắt nha. Dạ. Gào ngủ à, dạ con mua. Cô đang lặt bông, bông đó bông bông gì hả cô? Bông mướp. À bông mướp. Ủa người ta lấy cái đọt cái mướp đang thôi chứ cái bông ta bỏ hả, có lấy không cô? Bông mướp là ngon hả? Dạ. Đó, bạn nào ở gần đây có đến chợ muốn ăn bông mướp hay bầu bí gì đó thì ghé đây ủng hộ cô. Con chúc cô bán đắt nha cô. Đó, rất là nhiều. Mà trời nhiều rêu nhiều ốc, quá trời hải sản luôn nè, ốc tôm tép cá lóc cá dồ cá mú đó quá trời luôn.
lương nè. Đó, bạn nào ở gần đây muốn ăn mực tôm tép lương như thế này thì mình ghé ủng hộ chị. Dạ. Ủa em thấy là vuột bằng cho mà bây giờ mình vuột bằng gì chị? Cái này mình vuột bằng vôi ăn trầu á. Vôi ăn trầu sạch hết sạch. Là vôi ăn trầu nó sạch lắm, sạch ăn cho của mình luôn. Dạ. Yeah. Wow. Cái này cái chiêu mới luôn rồi các bạn, mới biết luôn. Mình cái này là luôn, mình không có cần làm đầu, để nguyên vậy đó là liền cho hoặc là liền vôi trầu vô là tao sạch luôn. Là chút xíu tự nó ngổm mà hả? Tự nó chết, tự nó hết chết luôn. Dạ. Yeah. Hay quá các bạn. Cũng là một cái hình thức để các bạn mình không biết thì mình học hỏi thêm nha. Đó, bạn nào ở gần đây muốn ăn lươn hay tôm tép gì thì ghé Chợ Long Hồ ủng hộ chị. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Dạ. À, hậu. Chị nào? Hai hai chị mà chị nào á hậu? Bên qua hậu bên á hậu. Dạ, cá mú không ạ? Con còn cá mú to quá là các bạn nhìn nè. Dạ. Dạ không. Nè tôm càng nè. Đó. Để mình miễn cái gì có hậu là được ha. Dạ. Mực như vậy mình bán cho bà con được nhiêu ký hả chị? Tôi chạy tua mực cái đó. Không biết luôn. À đâu người bán mà không biết luôn. Không biết luôn. Dạ. Chị bán rất là nhiều rồi. Cá này ha các bạn. Đây cả cá mú nè. Tôm càng nè. Đó, bạn nào có đi chợ thì muốn ăn thì quẹo vô đây cũng có cái chỗ để mà mình mua ăn nè. Thôi. Đó. Tôm sú không? Tôm sú không? Tôm càng thôi. À, bên đây thì có một chỗ bán đồ gia dụng rất là nhiều các bạn. Từ cái ly nè ha, rồi gỗ gá gì nè. Rồi cái chổi lau nhà ha, quét nước. Rồi kéo rồi nè ha. Thao inox rồi nè. Đó. Rồi ok. Đó. Rất là đẹp quá nè. Bầu bí mướp à. Rất là vừa nè. Xuồng hào, hũ hoa, bầu bí. Quà lương, quá trời nhiều lương luôn các bạn ơi. Này chắc lương đồng quá. Quà lương thiên nhiên mà được con bự bự không các bạn nè. Cái này chắc 300-400 ngàn diễn ký quá. Rẻ hơn hả cô? Em nhớ lương đồng mắc lắm mà. 800 gram yếu. Yeah. Yeah. Trời ơi. Chị bán ổi hả? Ủa nho gì thôi về thòn hả ta? Nho là do gì vậy chị? Nho không hạt hả? Nó này mình nhập khẩu hả chị? Dạ các bạn. Dạ, thân em chúc chị luôn bán đắt nha. Ở đây thì cô bán rất là nhiều rau nè. Rồi mình cho các bạn vô khu trung tâm nha. Bạn vô khu trung tâm này nè. Kèm ở đây. Cái gì? Đủ đồ chơi luôn hả? Súng đạn đầy đủ luôn. Không sai không gì ha. Đó, anh nào muốn mồi bén thì ghé đây gặp bạn nào cũng kiếm mồi bén thì té đây gặp anh trong Chợ Long Hồ là các bạn. Ghé nghe lượng nha.
súng đạn đầy đủ ha. Luôn, wow, ngon quá. Tôi có 8 có, 9 có. 8 có, 9 có. Ở đây thì chị bán trái cây rất là nhiều. Chị ơi, lúc này chị bán được không? Này bán ế quá à. Chị nói nghe con ế quá. Dạ. Rất là nhiều trái cây các bạn. Mình có tham quan du lịch, mua về chưng cúng hay làm quà biếu gì đó thì các bạn có thể ghé đây ủng hộ chị trong cái đồng hồ. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Bên đây là cái tiệm của cô Mười bún riêu cháo lòng đó. Vẫn là cô bán bún mì, bánh mì đó, rất là nhiều là các bạn. Buổi sáng trong đây bây giờ mình cũng thấy nhộn nhịp hết các bạn đó. Bên đây thì bún mì nè, quầy bánh dân gian của cô dân cái gì nè các bạn, đặt chè xôi đám tiệc nè ha. Dạ đó, nếu mà mình có đám tiệc đó các bạn, mình có thể nhận đặt chè xôi ha. Rồi có số điện thoại các bạn có thể gọi giúp cho chị, hoặc ở gần đây mà đi chợ á thì trực tiếp đến đây mình liên hệ với chị. Hiện tại thì chè với xôi nè, rồi thêm bữa này giống bún chay quá hả cô, à bì chay. Wow, có đôi khi mình ở gần đây thì mình biết các bạn, còn mấy các bạn mà tham quan du lịch mà muốn ghé ngang chợ này, muốn kiếm cái chỗ mà để mình ăn chay thì không có hả các bạn. Dạ đó, một hộp vậy là mình bán cho bà con mấy ngàn hả chị? 15k một hộp bì chay đó. Bạn nào có đến đây muốn ăn chay thì ghé đây ủng hộ chị nè các bạn. Em chúc chị luôn bán đắt. Dạ dạ dạ, hồi đó giờ em mua nhóc chân bún nè các bạn. Đây thì hai bên mà con mình bán bún giá, hủ tiếu nè, bánh chén nữa nè. À, cô bán cái gì không biết đâu, cô mua cái gì đi chợ giờ về rồi. Dạ, này cháo bánh lọt nè, mì nè ha. À, rất là nhiều nè, bánh chén cũng có nè các bạn, giá nè, hủ tiếu nè, bún nè. À, rất là nhiều ha, bún là rất là, mình thấy có màu xanh đó các bạn. Một ký hủ tiếu sợi nhỏ. À, dạ em là Chí Xe TV. Dạ. À, sạp bún của cô Thanh. À, có số điện thoại luôn nghe các bạn. Cô chuyên cung cấp bún hủ tiếu và bánh tráng. Còn có bán thêm rau sông giá. À, hủ tiếu 1 ký 25 ngàn. Còn hiện tại mình bán bún cho bà con mình mấy ngàn ký hả chị? 13 ngàn. Nếu các bạn mình có đám tiệc và đặt cái số lượng nhiều thì có thể gọi cho chị, hoặc mua nhỏ lẻ thì khi đến chợ Long Hồ thì ghé đây ủng hộ. Thôi em chúc chị bán đắt nha. Này tới đây khu vực bà con mình bán thịt nè các bạn. Quá trời thật luôn. Chợ ế lắm à. Chợ đâu bán đắt như vậy à, sao quá trời kìa. Không, để em diễm hai đồ mặc đồ đẹp. Mấy chị đây cũng vui tính được các bạn. Quá là nhiều thịt heo luôn. Buổi sáng mấy cô bán thịt ở đây cũng rất là đắt hay các bạn.
mấy cô bán thịt nè, quả trời thịt luôn. Quán thịt xay cô này quán đắt quá hết rồi nè các bạn. Wow, cũng có cái điểm bán thịt bò nè, rất là nhiều thịt bò luôn rồi các bạn ơi. Đó, mình có đám tiệc cũng mua thịt bò, cũng có cái chỗ mua thịt bò để mình mua nè ha. Rồi hết cái khu bán thịt rồi, ở đây cũng bà con mình bán rau cải nha các bạn. Rồi. Cô này khỏe không chị? Em không biết ế đắt gì, em thấy gì cười tươi quá trời đó. Dạ cũng mấy tháng rồi em mới trở lại đây. Dạ chị vẫn còn bán rau củ ở đây các bạn nè. Thêm bây giờ thêm giá này ha, mình cho các bạn xem chị bán gì nha. Đó, củ cải nè, củ cải trắng, củ cải đỏ. Đó. Dạ em đi làm YouTube cho bà con mình xem. Dạ em là Chí Xe TV. Chí Xe TV nè. Chắc 6 giờ rưỡi á. 6 tháng rồi đó. Lâu rồi. Đó, bạn nào được luôn. Điện thoại mới có mạng mới được nha. Dạ, nhập cái tên kênh đó vô. YouTube đó nghe chứ, YouTube đấy. Bạn nào có gần đây có đám tiệc hay có đi đến chợ, có nhu cầu về sử dụng thì rau củ quả thì ghé đây ủng hộ mấy chị các bạn. Em chúc chị ngày nào cũng thiệt luôn hả? Chỗ nào vậy chị em coi. Dạ. Thôi, cầu mong sao ngày nào chị cũng luôn vui vẻ giống vậy nha. Dạ, ngày nào cũng bán đắt nha chị. Dạ, Chí Xe TV các bạn xem nhớ cho mình xin một like ha các bạn. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ Chí Xe ha. Mấy cô tiểu thương ở đây hình như thì mình thấy cũng rất là hài hòa các bạn, rất là vui. À, cô ơi, sáng giờ cô bán được không? Ê, sao em thấy chợ này cũng đông đúc mà sao bà con mình than quá. Cũng ế hả cô? Dạ. Cô bán rất là nhiều mặt hàng như thế này là các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn xem một số mặt hàng mà hiện tại cô đang bán ha. Cà tím nè, rồi mướp nè. Đó, rất là nhiều nè. Như hiện tại mình bán nấm gom là bao nhiêu tiền cho bà con hả cô? 80k một ký. Bạn nào có gần đây khi đến chợ ngã tư Long Hồ muốn mua nấm gom hay rau củ thì ghé đây ủng hộ cô. Em chúc cô bán đắt nha. Em là kênh YouTube Chí Xe TV. Chưa buồn mình vô đây xem cho đỡ buồn. Dạ. Đó, bên đây thì cô cũng bán rau củ nè, bán nấm nè các bạn. Có gì nè ha. Đi ra đầu đường quẹo qua khu vực bên kia. Và cái đường bên đây, cái đường bên đây thì cho các bạn xem. Ở đây bà ngoại mấy giờ ngoại mới về ngoại? Dạ 10 giờ hả? Dạ. Tí nữa quay sau mình ra nói chuyện với bà ngoại. Dạ. Chị bán đồ gậy này bán cũng đắt nè các bạn. Chị đó anh ơi. Dạ. Cần người giúp, giúp việc hay gì? Không có thèm cái vụ đó rồi. Ừ, cô đâu có thèm cái vụ đó rồi. Ai cái này là kiếm giúp việc thôi. Ở nhà mấy đứa nhỏ đó, nó giúp được rồi. Mình cô bán không đủ nữa, đâu mà người giúp hả cô? Bà này bà nói tôi có nói bậy. Dạ. Bạn nào mà muốn mua rau củ như thế này thì tới đây ủng hộ cô nghe các bạn. Ở trong chợ Long Hồ nha.
Em chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha. Đúng rồi. Dạ. Em là chiếc xe TV. Chưa mình buồn mình vô đây xem cho đỡ buồn. Nhớ cho anh Chí thì mới học thêm ha. Dạ, nhớ cho em một like nha. Không biết bấm đâu mà like. Không biết bấm đâu. Thì mình chia sẻ cũng được. Không biết mà bấm cái nút nào gọi. Dạ. Ai gọi mình nghe không hả? Có gì vậy? Nó ma không có buồn đó. Lúc này chị bán được không chị? Bình thường. Bình thường. Ừ, bình thường ngày có 7-8 triệu đó, biết phải không? Phải không? Ở đâu thiệt luôn hả? Quá sừng. Chắc em kiếm cái quầy nào gần gần đây em thuê em bán luôn, nghỉ đi quay luôn. Nghỉ đi quay luôn nha. Dạ. Quay trái cà chua. Sao trái cà chua này đẹp vậy ta? Chị ơi, trái cà chua này cà chua gì mà sao đẹp vậy chị? Cà dây hả? À, hàng gì nó đẹp đó các bạn, nhìn nè. Cái này mình bán cho bà con được nhiêu tiền ký vậy chị? 40k, vậy nó mắc hơn cà chua kia hả? À, cà chua này thì 30 các bạn, một cà dây thì 40. Đó, chị vẫn ngồi đây bán nha các bạn. Mình tới đây mấy lần thì cũng gặp bà chị ngồi đây bán, vẫn mặt hàng rau củ như thế này nè các bạn nè. Bắp non, 210g bắp non. Ủa cái này mà để làm gì hả cô? Để nấu. À nấu đồ món ha. Nấu vậy là mình phải mua thêm 100g núm gươm nữa. Không ăn núm gươm. Không ăn núm gươm. Núm đồng cô. Wow, ở đây gì đãi tiệc luôn rồi nè. Nấu ăn à. À ăn cơm hàng ngày ha. Đó. Bạn nào có muốn mua rau củ như thế này thì tới chợ Long Hồ ghé đây thì ghé đó ủng hộ chị nè các bạn. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha chị. Ngày nào cũng bán đắt mà. Dạ. Nhớ cho chí xe TV một like nha. Quá trời rau củ luôn. Bên kia thì chú gọt khóm nè. Đó. Khóm nè, rồi dưa hấu nè. Đó. Okay, các bạn, bên đây là thịt nè. Đó. Quá trời thịt luôn. Thôi, em mua đó. Chị bán thịt. Đó, mới là chị thay đồ đẹp rồi đó. Trời ơi, hai đồ đẹp mới lên hình chứ. Bên này cô bán đồ chay các bạn. Đó. Rất là nhiều đồ chay luôn nè các bạn. Đồ chay chế biến thức ăn chay sẵn nè các bạn ha. Có canh chua nè, tôm kho tàu gì nè, đủ các món hết nè các bạn. Đó, ai có ăn chay thì khi cái chợ mình ghé đây mình cũng có cái điểm để mình mua về nè các bạn. Bún da hủ tiếu. Bên đây thì bán nước uống à các bạn. Bên đây là sạp hủ tiếu. Bán hủ tiếu nè. Bên đây cô bán chú chiên. Cô chiên tại chỗ bán như thế này nè các bạn. Bạn nào cũng muốn ăn chú chiên thì dạ trong khu trung tâm này cũng có cái điểm để mà các bạn mua ha. Wow, nóng luôn, quá trời chú chiên luôn. Đã hết rồi. Đây cũng là chú chiên nữa các bạn. Các bạn thấy chợ này nhiều chú chiên lắm nha. Đó. Quá trời chú chiên. Này có bà má bán cái gì nè. Má bán hủ tiếu gì nè các bạn. Sáng giờ bán được không má? Dạ bán đây gai. Má nó lớn tuổi rồi nghe các bạn. Con chúc má nhiều sức khỏe nha má. Dạ ngày nào má cũng bán đắt nha.
bánh nè. Chả đi đâu? Campuchia được không? Thế cô hả? Cô là Campuchia hả? Đâu cô cho nó nói thử tiếng khán giả nghe coi. Nói xin chào rồi đó sao? Chào quốc nam. Rịp chua hả cô? Rịp chua. Chụp rịp. Mít tầng lai. Mít tầng lai. Gì nữa? Campuchia. Ai người này có chủ ở đây chưa có chủ thôi. Thiệt không? Bây giờ còn anh kia ở bên Campuchia anh đợi kìa. Không vậy mà. Là ở đây chị bán bánh rất là nhiều các bạn, bánh lọt lỗ gì nè, hai chim sao lụ nè, rồi chè rất là nhiều bánh dân gian như thế này ha các bạn. Bạn nào ở gần đây mà có khi đến chợ muốn mua bánh dân gian như thế này thì ghé đây mình ủng hộ cô nè các bạn. Đó, chúc cô ngày nào cũng bán đắt nha cô. Cảm ơn nó ở khuôn ha. Rồi. Đây là bán, bên ngoài là bán chả này các bạn, rất là nhiều chả cá ha, rồi nem, chả đòn, chả đùm nè. À, vẫn là chị bán chả hồi lần nè. Bên nhiều bên kia thì cô bán hột gà, hột vịt. À, có một chả bào nè các bạn ơi. Đó, ai mua hột gà, hột vịt, chả bào thì ở đây mua. Bào xả này bào máy luôn hả chị? Bào máy anh. Quá. Wow. Vậy trước em thấy mấy cô ngồi, mấy cô bào bằng tay không à? Hay quá. Dạ đúng vô máy bào luôn các bạn. Trời ơi nó mau. Dạ. Vậy nó nổi bằng tay. Đúng rồi, tẹt tẹt là xong rồi các bạn ơi. Một bó xả như này thật lúc những cái này xong à. Đó. Các bạn đây nhìn đi, cái chất lượng của cái xả bào bằng máy nghe, còn mình thấy còn im nữa các bạn nè. Đó, bạn nào ở gần đây mà muốn mua xả hay một gà hộp vịt thì ở đây ủng hộ chị trong chợ Long Hồ mà các bạn. Em ơi chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha chị. Dạ. Dạ. À, cô bán xôi. Xôi với bánh dứa hả các bạn? Bộ lúc trước có bà cô lớn tuổi ngồi đây bán xôi bắt tiêu ta. Bánh bông lan. Chuối, quá trời bánh luôn. Ở đây hồi lần một món có 5.000 hả bạn? Không biết bây giờ có lên giá không? Mình không biết nha. Bây giờ bánh nè, bắp nè, é nè. À, sáng giờ bán được không chị? Dạ được. Một bọc nước mát cái gì mình bán cho bà con mấy ngàn này hả chị? Dạ 5.000. Đó thấy không, mình nói cho các bạn biết là có 5.000 hay sáng vậy. Không gài nha các bạn. Cái này 5.000 một bịch hả chị? Dạ. Đây gọi là gì chị? Dạ, hủ chôm. Hủ chôm với cái gì, con biển nữa hả? Dạ đúng rồi. Hủ chôm, con biển với phổi tai. Dạ. Dạ, ở đây nó ngọt hay nó lạc chị? Dạ lạc anh. Lạc, chị bán em một bịch này. Còn cái này không é hả chị? Dạ không é. Không é này chỉ thêm một é thôi mà không có gông biển ha. Dạ. 5.000 nữa hả chị? Dạ. Dạ một bịch này là 2 bịch. Dạ, chị để nó giùm em đi. Dạ. 2 bịch để em tìm coi cái gì. À bịch này bịch gì chị? Dạ hủ chôm. Cũng mấy ngàn? Dạ 5.000. Cũng 5.000 luôn hả? Dạ. Dạ em một bịch này nữa đi. Dạ. 3 bịch. 3 bịch rồi nè. Để mình kiếm cái gì nha. Mình cho các bạn xem. Mọi thứ ở đây rất là rẻ luôn các bạn. Mình mua về mình cho mấy em cháu ăn cho được. 5k 5k nè. Bún nè, bánh lọt gì nè. Đó. Xương xa. Ủa cái này chị bỏ đường vô đây chưa? Dạ rồi. Cũng 5k hả chị? Dạ. Ủa mình để tới chiều ăn được không chị? Dạ, sao đừng để chiều tại vì nó có nước cốt. À có nước cốt phải ăn liền mới được ha. Dạ. Dạ không được. Mình ăn liền hả các bạn? Dạ 14. Mình về. Cái này là không có nước cốt nè. Dạ. Xương xa hả? Bông cỏ. Bông cỏ mấy ngàn chị? Dạ 5.000. Wow, các bạn thấy không, mình nói cái gì cũng 5.000 hết trơn nha. Dạ, Bình Giang mà. Chợ này là mốt mình phải đặt là chợ 5.000. Dạ, đúng rồi. Rất là rẻ. Dạ, 14 có tới 6.
Đó là bốn bịch rồi nha. Mình không biết cái bịch nào nữa, thôi mình để cho em để lên tí xíu nữa em lấy nha. Nè em gửi tiền cho chị nè, bốn bịch là 20k. Đó rất là rẻ nha. Đó mọi người khi có đến tham quan du lịch hay gần đây ghé chợ thì muốn ăn bánh như thế này ghé đây ủng hộ cô nha. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. 5.000 bịch thôi các bạn, các bạn thấy không, quá rẻ ha. 20k là mua 4 bịch luôn. Đó, bên đây thì cô bán thịt heo. Bán nhiều thịt này. Dạ, đây là rau củ quá trời nè các bạn. Bầu nè ha. Dạ, đu đủ bí nè, húp nè. Đó. Đó là đậu que à các bạn. Đây là cái đội nóc nè. Đây có một cái tiệm tập hóa nè các bạn. Đó, rất là nhiều bánh kẹo luôn nè ha. Có bán giày dép, quá trời giày dép luôn nè các bạn, nhìn thấy cái bên này là hết giáp hết cái tuyến đường bí chợ ngoài này nè các bạn. Bên ngoài này thì cái nồi đất nè, dao kéo rồi nè ha. Đây thì bán gạo nè các bạn, quá trời gạo luôn nè, một nhà gạo luôn. Đó, ai mua gạo thì tới đây mình mua mình ủng hộ rồi các bạn. Cô bán quá trời gạo luôn nè. Dạ. Dạ em đi làm YouTube cho bà con xem cái chợ quê mình để làm sao. Mình có muốn mua gạo về làm quà biếu tao hay là phát quà từ thiện gì đó các bạn. Thì mình tới đây mình liên hệ ha. Còn bên đây thì mấy cái nồi cái siêu nè các bạn, cái lò đất vậy nè ha. Đó rất là nhiều đồ nè các bạn. Đây thì giáp với chợ rồi, để mình nè quay trở lại ha các bạn. Đó thì có điểm bán bông nè, quay trở lại cho các bạn xem ha. Bên đây thì cô bán củ hành, quá trời củ hành, củ tỏi luôn, giống như cái đồ gia vị nêm nếm nè các bạn. Hành, mì tỏi, đường, dầu ăn nè, có nhiều. Lúc này cô bán được không cô? Cô bán chậm quá. Chậm hả cô? Chợ ít hả? Em thấy chợ mình đông quá mà. Trong khu vực kia không? Người tập trung gần đó chứ hả cô? Dạ. Đó, bạn nào ở gần đây mình có thể mua đồ gia vị nêm nếm gì đó các bạn, hay tiêu tỏi hành gì nè. Thì mình có đi đến chợ Long Hồ này thì mình ghé đây mình ủng hộ cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ngày nào cũng bán đắt nha cô. Con là Chí Xe TV nha. Lên YouTube Chí Xe TV. Dạ. Dạ. Đây là trong khu giống như khu trung tâm thương mại các bạn. Các bạn thấy khu vực này bà con mình đa số bán quần áo không nè các bạn ha. Từ đầu tới trên mình thấy quần áo không ha. Mình đi ở ngoài ha các bạn, đi ở ngoài xem nó thú vị hơn trong quần áo. Wow, rất là nhiều thuốc lá luôn nè. Bên đây thì bán bánh mì nè các bạn, quá nhiều bánh mì, bánh mì chả lụa nè.
Quay đi nó đẹp nhất. Ta đi quay thêm à. Rất là nhiều. Đúng à. Rồi ok. Nhỏ, à, cô bán á rất là nhiều mà ở đây thì bán trà bông ngọt nè, cái bìa bên đây thì còn mình bán giống như bán mỹ phẩm mà các bạn nè. Ha. À, mỹ phẩm rồi nhang đèn nè, mâm quả nè các bạn, bánh kẹo. Bên kia thì ông Thần Tài, ông Tô Địa, rồi Ly Hương, mấy ông Phật rồi nè. Bên đây thì cũng có bán cái đồ để trang trí cho lễ hỏi cưới rồi các bạn, chữ tân hôn du quy nè. Bên đây thì bún riêu cua. Các bạn nào muốn ăn bún riêu cua thì ở đây có một tiệm bún riêu cua này các bạn, trong chợ này nha. Dạ, hết rồi cô chú. Dạ, giờ này cô bán hết rồi nè các bạn. Thôi em chúc cô ngày nào cũng bán đắt như vậy nha. Dạ. Rất là nhiều khô. Khô bóng tròn 300, muối đường 150. À, cá lóc là còn cá dứa thì 130.000 nè các bạn. Mỗi thứ chủ bán để giá sẵn cho các bạn xem luôn ha. Chỉ vàng thì 160. Cá rún thịt thì 250. Rồi cá mối với mặn 120 nè các bạn. Cá bóng cát thì 120. Đó. Cá đù nhỏ gì thì 120. Đổng cũng 120. Đù cắt đầu thì 140. Rất là nhiều rồi, mực này các bạn cũng nhiều các loại mực ha, 750, 550 như nè. Nói chung là mặt hàng vip không mà các bạn làm gì thấy ngon lắm á. Khu này mà mình thêm chiên ghim giấm đường rồi cũng ngon các bạn ha. Đó, mực đó thì 1 triệu ha. Tôm khô 500 rồi các bạn. Tôm khô này 450 nè. Tôm khô ngoài này 800. Rồi có thêm trà bông nữa nè các bạn. Trà bông này mực xé này nè ha. Như gà lá giang vậy nè. Đó, nếu các bạn nào có tham quan du lịch hay gần đây có đánh chào và muốn mua mấy mặt hàng này nè thì mình ghé vô đây để ủng hộ ông anh nè các bạn. Đây là sạp khô, các loại tôm khô của Úc Loan nè ha. Em chúc anh trai ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ, em là Chí Xe TV nha. Dạ, nhớ cái tên của em nè, Chí Xe TV. Dạ, rồi sẵn là mình chia sẻ lên phay đồ cho bà con biết cái điểm của mình bán luôn. Dạ, đây nè, giống như cái điểm tập quá nè các bạn, rất là nhiều bánh kẹo như thế này nè ha. Đó, khi nào các mình có cái nhu cầu mua bánh kẹo hay sữa đồ uống để mình làm quà tặng biếu cho ông bà cha mẹ mình nữa các bạn, thì có mấy cái sữa dành cho người già như thế này nè các bạn. Để có cà phê nè, có thêm bán mấy con heo đất cũng chuẩn bị tới rồi các bạn. Có đôi lúc mình bắt chợt mình muốn mua cái mặt hàng nào đó các bạn thì mình không biết đường kiếm á các bạn, nhưng các bạn xem không qua video này thì ở đây bán rất là nhiều đồ nè ha. Mình có mua thì khi đến chợ Long Hồ mình ghé đây mình ủng hộ chị nè các bạn. Em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Đó. Cái này có mâm quả nè các bạn. Có đi đám tiệc gì đó thì muốn đặt mâm quả thì tới đây mình đặt nha các bạn. Có rượu nè, gói sẵn này luôn ha. Đó. Bên đây thì đối diện bên đây thì mấy cô đều bán mấy mặt hàng đa số na ná giống giống nhau các bạn. Vô nãy chiếc xe đứng nhìn ngoài đó là cái bảng hiệu chợ đó các bạn, nãy chiếc xe ra đã cho các bạn xem bảng hiệu rồi đó. Đây đường đi vô nè, bên đó thì bán mấy cái đồ chơi rất là nhiều. Bên đây thì mấy anh bán đậu xe ôm nè, này đậu đường nhìn vô nè. Đây là bông hoa trái cây nè. Rồi, rất là nhiều bông nè. Các bạn xem nhớ cho chiếc xe xin một like hết các bạn.
mà bạn này chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe quá ha các bạn. Quá trời trái cây luôn. Bên kia thì cái cửa hàng điện thoại các bạn, rồi giày dép nè. Ở đây là trong khu trung tâm này các bạn, mình cho các bạn xem cái bảng hiệu của chợ Long Hồ nè. Đó. Đẹp chứ lắm, đẹp. Đây này, nón bảo hiểm, rồi nón, rồi mấy túi sách, ba lô này nè ha. Quần áo đa số trong khu trung tâm thì bán quần áo thôi à. Ông anh bán cái gì mà bướp nè, giấy số nè. Đó, mình có muốn mua giấy số hay muốn mua mấy cái quý, cái bóp gì đó thì tới đây mình ủng hộ ông anh ngồi ngay đầu chợ nè. Chúc ông anh ngày nào cũng bán đắt nha. Dạ. Quá trời nón kết luôn nè các bạn ha. Bên đây thì sửa ổ khóa, bán ổ khóa nè. Đất trộn một bao 30k vậy nè các bạn, tiêu tội. Đây là phay rất là nhiều cam hút các bạn. Đây bên đây thì mấy chỗ bán giống như là bếp ga nè các bạn, bếp ga rồi bếp điện rồi nè đó, mấy cái nồi cơm điện rồi nè, rất là nhiều nè các bạn ha. Có cả cái đồ bắt cá nè các bạn, mình nhìn thấy cái đồ cái gì á, người ta đặt bắt cá đó, cái lợp gì đó các bạn, người cần câu lưỡi câu nữa nè ha. Mình đã cho các bạn xem sơ qua cái hoàn cảnh phía trong đây nha, mình không có review tại chỗ giống như mình đi vô trong chợ nha các bạn. Và bây giờ hình như chiếc xe cũng đã cho các bạn xem hết khu vực ở chợ cái Long Hồ các bạn. Giờ thì chiếc xe xin kết thúc video tại đây ha các bạn. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký ha, bấm nút đăng ký kênh, bấm like và hãy để lại cho chiếc xe một bình luận ha. Bạn nào ở xa quê mà chưa có lâu lâu ngày không có dịp về quê đó, muốn xem lại quê hương nào, chợ nào ở quê hương mình cho đỡ nhớ quê hương thì hãy để lại cho chiếc xe một bình luận ha. Chiếc xe thấy sắp xếp công việc thuận tiện để quay cho các bạn xem. Giờ thì chiếc xe xin tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở trong một video tiếp theo đó ha.